Xin kính chào quý vị và con nông dân đang dành thời gian theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Và trong một buổi sáng rất là đẹp như ngày hôm nay, chúng tôi những người thực hiện bản tin kinh tế nông nghiệp chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có một ngày làm việc thật hiệu quả. Và chúng tôi cũng không quên cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, Phân báo Mặt trời Mới, Phân báo Hai Phong đã đồng hành cùng với bản tin của chúng tôi. Diệu Huyền này, khi nói đến hiệu quả trong canh tác lúa thì không biết là Diệu Huyền có biết đã từng nghe đến cái mô hình ba giảm ba tăng bao giờ chưa? Nếu mà mô hình ba giảm ba tăng á thì Diệu Huyền có nghe qua rồi, nhưng mà cụ thể là giảm gì rồi tăng gì á thì Diệu Huyền cũng còn khá mơ hồ lắm. Không biết là anh Hữu Trung có thể thông tin để Diệu Huyền cũng như tất cả quý vị bà con nông dân có thể nắm rõ hơn không nè? Chắc chắn là Hữu Trung sẽ giải thích ngay bây giờ thôi. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, ba giảm có nghĩa là giảm lượng giống này, giảm lượng phân bón này, giảm thuốc trừ sâu, và ba tăng có nghĩa là tăng năng suất, tăng chất lượng và tăng hiệu quả. Và mô hình ba giảm ba tăng trong sản xuất lúa cũng đã mang lại hiệu quả cao cho nông dân trồng lúa tại huyện Hấn Quản của tỉnh Bình Phước của chúng ta, quý vị ạ. Và cụ thể thì mô hình này cũng đã được áp dụng như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần sau của bản tin. Còn bây giờ sẽ là những thông tin kinh tế nông nghiệp nổi bật có trong bản tin ngày hôm nay quý vị nhé. Đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, người nông dân gặp nhiều rủi ro. Quý năm 2023, xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt khoảng 2,2 đến 2,3 tỷ đô la Mỹ. Thu nhập ổn định từ trồng đu đủ ruột vàng. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm. Tăng hiệu quả sản xuất lúa nhờ áp dụng mô hình ba giảm ba tăng. Tham gia ý kiến tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban thường trực ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước phản ánh, đầu tư cho nông nghiệp còn hạn chế, người nông dân gặp nhiều rủi ro khi sản phẩm làm ra không tiêu thụ được. Đại biểu đề nghị chính phủ, các bộ ngành hữu quan tập trung phân tích, đánh giá thực chất và kỹ lưỡng nguyên nhân của tình trạng này, khắc phục những tồn tại hạn chế, chấm dứt điệp khúc được mùa mất giá. Hiện nay chúng ta có nhiều chính sách hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, nhưng việc tiếp cận chính sách trong thực tế rất khó khăn như giá đất, thuế. Nếu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp mà phải trải qua đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thì rất khó khăn thu hút được doanh nghiệp tham gia. Vì đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp rủi ro thì cao, lợi nhuận thấp, chi phí thì rất là cao. Vì vậy phải nghiên cứu để xây dựng chính sách sao cho phù hợp. Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh đề nghị chính phủ, các bộ ngành nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp thu hút nguồn vốn, nguồn lực cho việc phát triển nông nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc về thị trường, giá cả, vật tư cho người nông dân. Sầu riêng là loại trái cây có giá trị xuất khẩu lớn nhất, chiếm tới là 38,7% kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, khi mà vượt qua cả mít, thanh long, dưa hấu, chuối và vải thiều nữa anh Hữu Trung. Vâng, theo thống kê thì hết tháng 9 ấy, thì kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt 1,63 tỷ đô la Mỹ, gấp hơn 14 lần so với cùng kỳ năm trước. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính đến thời điểm hiện tại, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 10 năm 2023 đạt khoảng 700 triệu đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu sầu riêng dự kiến thu về 400 triệu đô la Mỹ. Với đà này thì dự kiến đến hết tháng 10 năm 2023, xuất khẩu sầu riêng sẽ thu về xấp xỉ 2 tỷ đô la Mỹ và khả năng cả năm nay xuất khẩu sầu riêng sẽ đạt khoảng 2,2 đến 2,3 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cũng dự báo trong 15 năm tới, thị trường tiêu thụ sầu riêng vẫn rất tốt. Tuy nhiên, hiệp hội cũng khuyến cáo bà con tính đến yếu tố bền vững, tăng cường chất lượng về sản phẩm và về giống. Đồng thời, bà con cũng cần chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu cũng như lưu ý không nên trồng sầu riêng ở những vùng bị nhiễm mặn. Trái ra không được tốt, cây chết nửa chừng sẽ gây thiệt thòi cho người nông dân. Thưa quý vị và bà con nông dân, thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhiều người dân ở tỉnh Bình Phước đã chuyển đổi đất trồng cây ăn trái, cây rau màu để trồng những cây ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế ổn định. Và mô hình trồng đu đủ ruột vàng để mà phát triển kinh tế cũng đang là lựa chọn của một số nông dân tại Bình Phước. Và từ 1 hecta trồng đu đủ ruột vàng thì mỗi năm mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng cho nhà nông. Những năm gần đây, vườn đu đủ trở thành loài cây kinh tế chủ lực của gia đình bà Phan Thị Hiên, thôn 10, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp. Trước đây, diện tích đất này của gia đình bà trồng tiêu. 4 năm nay, bà đã mạnh dạn chuyển đổi 1 hecta đất qua trồng chuối và trồng đu đủ. Lựa chọn cái cây đu đủ là cái thứ nhất là nó ngắn.
ngắn ngày trồng nhanh thu hoạch, để chỉ trồng độ 4-5-6 tháng là chúng ta có thể là thu hoạch được rồi. Cho nên là lấy cái cây đu đủ đó, lấy cái nguồn thu nhập chính là ở cái cây đu đủ đấy. Giống đu đủ được gia đình bà Hiên lựa chọn để trồng là đu đủ ruột vàng. Giống cây này không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, tốn ít công chăm sóc. Từ khi trồng đến khi thu hoạch mất khoảng 8 tháng. Trọng lượng trái đu đủ đạt yêu cầu thường ở mức trung bình từ 1,8 đến 2,5 kg. Đu đủ ruột vàng là cây có tuổi thọ từ 2,5 đến 3 năm. Để trồng đu đủ ruột vàng đạt hiệu quả kinh tế, cần làm đất kỹ trước khi trồng và chú ý khâu chăm sóc, bón phân cho cây. Để đảm bảo năng suất và chất lượng, người trồng cần theo dõi kỹ càng để phát hiện và xử lý các bệnh thường gặp trên cây đu đủ. Cần có biện pháp néo dây, chống cây để tránh gãy đổ vào mùa mưa. Trồng đu đủ thì nó cũng không khó. Nếu mà so với các cây trồng khác thì nó không khó. Thế nhưng mà một khi mà làm cái cây gì đó là chúng ta cũng phải chú trọng vào. Cái thứ nhất là phải làm cái nguồn nước của chúng ta có đủ tưới hay không. Vì cái này là cái mùa khô là nó rất cần nhiều nước. Cái thứ hai nữa là cái phân bón. Phân bón là từ lúc chúng ta trồng là chúng ta phải phải cho cái phân chuồng lót. Cái thứ ba nữa là cái phải chú ý đến cái bệnh tật của cái cây đu đủ. Nên lúc ta trồng ít thì nó không sao, nhưng bây giờ trồng nhiều nó phát sinh ra nhiều bệnh tật lắm. Hiện tại giá bán đu đủ ruột vàng tại Bình Phước đang được thương lái thu mua khoảng 7.000 đồng một kg, thời điểm giá cao nhất đạt 17.000 đồng một kg. Theo bà Hiên, có thời điểm giá bán có thể không cao như nhiều loại nông sản khác, nhưng năng suất của loài đu đủ rất cao nên người trồng có nguồn thu nhập ổn định. Từ 1 hecta đất trồng đu đủ mang về khoảng hơn 200 triệu đồng một năm. Vâng, thưa quý vị, thời điểm này là thời điểm mà các hộ nông dân chúng ta tái đàn, chăm sóc đàn heo để mà có thể kịp cung cấp cho thị trường cuối năm. Tuy nhiên thì do thời tiết diễn biến phức tạp, rồi dịch tả heo châu Phi cũng đang xảy ra ở rất là nhiều những địa phương khác. Để đảm bảo nguồn cung thịt heo trong mọi tình huống thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các địa phương tăng cường theo dõi diễn biến cung cầu mặt hàng thịt heo nhằm tránh tình trạng xảy ra đột biến cục bộ về giá, theo dõi chất lượng và giá thức ăn chăn nuôi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Để ổn định chăn nuôi heo trong nước, nhất là từ nay đến cuối năm, các địa phương cần có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm, trong đó có mặt hàng thịt heo và sản phẩm chế biến từ thịt heo, đặc biệt là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Các hộ dân, trang trại cần tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, tiêm đầy đủ các loại vaccine phòng chống dịch bệnh, xử lý chuồng trại khi vào vụ nuôi mới. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, nhập lậu sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Chăn nuôi theo hướng an toàn, tập trung liên kết chuỗi giá trị, xác định là hướng đi phù hợp trong tiến trình tái cơ cấu ngành chăn nuôi, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Và đề án phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã tháo gỡ nút thắt về cơ chế chính sách, là cơ hội để ngành chăn nuôi có thể phát triển một cách bền vững. Trước đây, gia đình bà Hán Thị Bưng thường thả bò ven các sườn đồi. Tuy nhiên, do đồng cỏ tự nhiên ngày càng thu hẹp, để chăn nuôi hiệu quả, gia đình quyết định xây dựng chuồng trại theo hướng tập trung, đồng thời trồng cỏ và mua rơm dự trữ để chủ động thức ăn cho đàn bò. Nhờ vậy, đàn bò của gia đình phát triển tốt, sinh sản đều, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Là mình không dám đi chăn ở ngoài đồng, sợ nó lây mấy cái bò bệnh đó. Rồi ở nhà thì cho cỏ ăn, rơm ăn, như là không có cỏ thì cho cám nó ăn. Bên cạnh phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, ngành chăn nuôi Ninh Thuận còn liên kết gắn với tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay toàn tỉnh có 65 trang trại chăn nuôi theo hình thức liên kết với quy mô khoảng 302.000 con gia cầm và 117.000 con heo. Với hình thức liên kết này, người chăn nuôi loại trừ được rủi ro về dịch bệnh, giá cả, thị trường tiêu thụ. Theo đề án phát triển chăn nuôi an toàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ninh Thuận đặt mục tiêu phát triển đàn bò lên 150.000 con, đàn heo 150.000 con, đàn dê 130.000 con, đàn cừu 150.000 con và ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng khoảng 35,5% trong lĩnh vực nông nghiệp. Gắn kết việc chăn nuôi từ theo chuỗi giá trị từ khâu chăn nuôi đến giết mổ,
và chế biến. Thì hiện nay có một số doanh nghiệp cũng đã quan tâm đầu tư vào cái khâu chế biến các sản phẩm đặc thù của tỉnh để tạo ra các sản phẩm OCOP có giá trị cao trong cái thời gian tới, để giúp cho người nông dân là tạo được cái lợi nhuận cao hơn trên một cái đầu con hoặc một đơn vị diện tích chăn nuôi. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, như đã giới thiệu ở phần đầu của bản tin kinh tế nông nghiệp thì mô hình canh tác lúa theo cách là ba giảm ba tăng những năm qua đã mang lại lợi ích to lớn cho người nông dân trong cả nước. Và tại huyện Hớn Quản của tỉnh Bình Phước, mô hình này cũng đã được triển khai rất thành công, mang lại hiệu quả cao cho bà con nông dân trồng lúa. Khi áp dụng mô hình này vào sản xuất thì đã giúp nhà nông có thể giảm chi phí đầu vào mà năng suất lại cao hơn phương thức sản xuất cũ. Từ đó thì hiệu quả sản xuất cũng tăng lên đáng kể. Gia đình chị Thị Sen, ấp 23 lớn, xã Phước An, huyện Hớn Quản, có 6 sào ruộng, trung bình mỗi vụ thu hoạch được hơn 2 tấn lúa, một phần thì để ăn, số còn lại thì đem bán. Năm nay gia đình chị được tham gia mô hình 3 giảm 3 tăng của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Hớn Quản. Đó là giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả lúa, nên diện tích lúa của gia đình chị khác hẳn so với các năm về trước. Chị Sen ước tính, vụ này nếu thời tiết thuận lợi, gia đình chị sẽ thu hoạch được khoảng 4 tấn lúa. Năm nay được nhà nước đào tạo cho làm mô hình, nói chung là lúa nó năng suất nó cao hơn. Một hecta tầm từ 4 đến 5 tấn, còn mỗi năm là chừng 3 tấn hả? Cánh đồng ấp 23 lớn, xã Phước An có diện tích khoảng 50 hecta, trong đó chỉ có 5 hộ với 7 hecta lúa được tham gia thử nghiệm thực hiện mô hình 3 giảm 3 tăng. Khi tham gia, các hộ nông dân được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, cấp phát giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Theo hướng dẫn của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, áp dụng theo cách làm này, các vật tư đều giảm so với cách làm truyền thống, nhưng lúa lại sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao. Ước tính các hộ nông dân năng suất lúa mô hình sẽ đạt từ 4 đến 5 tấn một hecta. Từ kết quả này, Trung tâm sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình trong các vụ tới, nhằm giúp bà con tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập. Làm được cái mô hình này thì bà con là rất mừng. Đó, cũng nhiều người hỏi để mà họ làm theo. Đó, thì nếu mà tới đây mà mình tiếp tục vận động bà con thực hiện để mình đạt được cái hiệu quả, rồi lúc đó mình sẽ làm thế nào để xây dựng được cái thương hiệu cho cái đơn vị xã mình. Nhằm thực hiện theo định hướng chỉ đạo của tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Hớn Quản, năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã triển khai 2 mô hình 3 giảm 3 tăng, quy mô 12 hecta tại 2 xã Phước An và An Khương. Ở mô hình này, nông dân áp dụng biện pháp canh tác khoa học tiên tiến, sử dụng các giống lúa mới có triển vọng về năng suất, chất lượng nhằm tiết kiệm được chi phí đầu vào, sản xuất được sản phẩm lúa gạo chất lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện tại các mô hình lúa đều đang trong giai đoạn làm đồng và chín, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao nên bà con nông dân địa phương rất là phấn khởi. Hiện tại giờ thì trên thực tế là đã triển khai cho 3 xã An Khương, Phước An và Thanh An. Thì kết quả vừa rồi thì riêng xã Thanh An thì đã có kết quả, đã thu hoạch thì được là khoảng 5 tấn 2 cho 1 hecta. Và so với cái trước đây thì so bà con làm thì nó mình tăng hơn một tấn cho 1 hecta. Và chi phí sản xuất cho bà con thì cho 1 hecta thì hiện tại theo cái cách làm của mình thì nó khoảng 20 triệu cho 1 hecta. Và vừa rồi thì giá lúa cũng được 9.000 đồng một tấn, 1kg thì bà mang lại lợi nhuận cho bà con được 26,8 triệu cho một hecta. Thông qua mô hình, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, ngoài việc hướng dẫn sản xuất lúa theo đúng yêu cầu kỹ thuật, còn định hướng cho nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế, những nhược điểm trong sản xuất của bà con hiện nay như gieo sạ dày, bón thừa đạm, sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm nhưng không có hoặc có ít lợi nhuận, lạm dụng tài nguyên, nguyên vật liệu đầu vào gây ô nhiễm môi trường, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của thị trường. Từ đó giúp người dân làm quen với sản xuất lúa gạo mang tính hàng hóa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Vâng, thưa quý vị và bà con nông dân, thông qua mô hình cán bộ kỹ thuật trung tâm dịch vụ nông nghiệp, ngoài việc hướng dẫn sản xuất lúa theo đúng yêu cầu kỹ thuật thì còn định hướng cho nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của thị trường. Và đến đây thì bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được tạm dừng. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, Phân báo Mặt trời Mới và Phân báo Hải Phòng đã đồng hành cùng với bản tin của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.